Thủy Dương xin kính chào quý vị. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tối nay 8 giờ của kênh truyền hình VTC 8 View TV. Trước hết là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tín dụng đen và bài toán phát triển hệ thống cho vay tài chính. Việt Nam nghiên cứu thành công vaccine tai xanh. Anh hỗ trợ giáo dục cho người tị nạn. Với thông điệp kết nối và hợp tác nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử, Diễn đoàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2015 VEBF 2015 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các bên liên quan đã thảo luận, tìm kiếm giải pháp phối hợp hành động nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác thu thuế điện tử, mở rộng thanh toán điện tử trong bán lẻ và thương mại điện tử, cũng như cập nhật thông tin về những giải pháp, công nghệ mới nhất trên thế giới trong lĩnh vực này. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhìn nhận, điểm quan trọng nhất để phát triển việc thanh toán điện tử là thay đổi thói quen tiêu tiền mặt của người dân. Các bộ, ngành, các ngân hàng, doanh nghiệp cần tích cực tuyên truyền, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn những lợi ích của thanh toán điện tử. Cùng với đó, việc phát triển thanh toán điện tử cũng là một giải pháp tích cực góp phần minh bạch hóa nền kinh tế, giúp chống tham nhũng, lãng phí. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ, nếu 90% giao dịch trong nền kinh tế sử dụng phương thức thanh toán điện tử, GDP của đất nước sẽ tăng thêm khoảng 1%. Chiều nay, đại diện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam đã chính thức ký kết với đại diện các tỉnh thành phía Nam gói viện trợ không hoàn lại, có tổng trị giá gần 315.000 đô la Mỹ. Các địa phương nhận được viện trợ là Long An, Trà Vinh, Bình Phước và Đắk Nông. Những dự án này chú trọng vào việc xây dựng cầu đường và trang thiết bị y tế, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại cũng như hưởng thụ các chính sách y tế tại địa phương. Được biết, từ năm 1995 đến hết năm 2014, chính phủ Nhật Bản đã viện trợ tổng cộng 153 dự án tại 26 tỉnh thành phía Nam, với tổng số tiền lên tới gần 12,3 triệu đô la Mỹ. Các dự án trên sẽ sớm được triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng một cách hiệu quả, qua đó sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Hơn 1.000 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia triển lãm Việt Build Home 2015 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 12 năm 2015 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm lần này quy tụ nhiều thương hiệu với các dòng sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thuộc các ngành hàng trang trí nội ngoại thất và hàng gia dụng phục vụ trang trí nhà cửa, đời sống gia đình, góp phần cung ứng nhu cầu phát triển đời sống ngày càng cao của người tiêu dùng. Triển lãm sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp nắm bắt thời cơ, tìm hiểu nhu cầu của người dân để cho ra đời các sản phẩm ưu việt, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Qua đó, các doanh nghiệp sẽ định hướng chiến lược phát triển tốt hơn, mở rộng liên kết trên nhiều lĩnh vực hợp tác để phát huy hoạt động kinh doanh của mình. Thưa quý vị, hiện nay ở Việt Nam, tín dụng đen, một hình thức cho vay không chính thức trong xã hội, vẫn đang là một giải pháp tình thế được nhiều người dân lựa chọn khi có nhu cầu tài chính phục vụ mục đích chi tiêu, tiêu dùng. Mặc dù lãi suất của loại hình cho vay này cao tới 20 lần lãi suất ngân hàng, và dù có khập khiễng một trời một vực, nhưng tín dụng đen vẫn có đất sống. Theo thống kê của Bộ Công an, chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 2010 đến năm 2014, lực lượng chức năng đã thụ lý 6.367 vụ việc, khởi tố 11.000 bị can liên quan đến tín dụng đen, trong đó có nhiều vụ án rất nghiêm trọng. Những vụ vỡ nợ do tín dụng đen xảy ra trong thời gian gần đây đã đẩy nhiều gia đình rơi vào thảm cảnh màn trời chiếu đất, kinh tế kiệt quệ. Ở khắp các ngõ ngách, các tấm biển quảng cáo dịch vụ cho vay, cầm đồ, thế chấp giấy tờ xe tràn lan. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí còn xuất hiện những con phố chuyên dịch vụ cầm đồ. Vẫn biết tín dụng đen nguy hiểm và nhiều rủi ro, thế nhưng nhiều người vẫn không thể không tìm đến hình thức cho vay này với nhiều lý do khác nhau. Mình muốn vay gì đó là mình đọc trên báo hay là cái gì đó nó không được tới chấp là 0%, nhưng mà khi mình lại thủ tục rồi giấy tờ rồi thì tính ra là cũng 20% hay 30% chứ không bao giờ có 0%. mà các bạn ấy thế chấp cái thẻ sinh viên chẳng hạn được 1 triệu, thế nhưng mà đến khi lần sau đến thì sẽ là người ta cho là lãi suất hôm nay là 3.000 chẳng hạn, nhưng ngày mai người ta nói là 5.000 thì mình không chắc chắn được. Tôi có một số người bạn khi mà cần tiền gấp thì phải vay tín dụng đen ở ngoài. Dù biết là tín dụng đen ở ngoài thì cái lãi suất so với ngân hàng thì cao gấp 30 đến 40 lần. Nhưng mà so với ngân hàng, tại vì là ngân hàng, nếu mà để vay ngân hàng thì phải mất rất nhiều thời gian để thẩm tra để có thể vay được tiền. Vụ này ấy, thì nó thích hợp với lại đối tượng là sinh viên hoặc là công nhân ở khu công nghiệp. Muốn nhanh thuận tiện nên người tiêu dùng bất chấp nguy hiểm vẫn chọn hình thức tín dụng đen để giải quyết nhu cầu tài chính của mình. Hình thức cho vay này đã đem lại nhiều rủi ro cho nền kinh tế và người dân. Rõ ràng điều này nhất thiết phải có một khuôn khổ pháp lý để đa dạng hóa các loại dịch vụ tài chính công khai minh bạch. Theo nhiều chuyên gia, tín dụng đen phát triển là do nhu cầu vốn trong người dân quá lớn. Trong khi đó, hệ thống ngân hàng vẫn chưa thể vươn tới mọi đối tượng, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa. Chính vì vậy, việc tạo điều kiện cho các dịch vụ cho vay mới bên cạnh cho vay ngân hàng với thủ tục đơn giản nhanh chóng như cho vay tài chính là một trong những giải pháp quan trọng. Cho vay tiêu dùng, cho vay để đáp ứng cái yêu cầu để mà cấp thiết của người dân trong quá trình trong đời sống ấy, thì là rất cần thiết để nó hạn chế lại cái tín dụng đen, cho nên là phải có một cái cơ quan nó đảm trách riêng, nó có chuyên môn riêng và nó có tính pháp lý nó đầy đủ hơn, nó có điều kiện hơn, kể cả việc huy động và việc cho vay. Thực ra tài chính vi mô đang là một công cụ hữu hiệu cho chính phủ, cho nhà nước để giảm cái tệ nạn cho vay nặng lãi, bởi vì nếu như mà cho vay nặng lãi thì không phải cả cái mức lãi suất như thế này. Còn họ phục vụ với mức lãi suất bao nhiêu thì phải đảm bảo để họ bền vững. Nếu họ không bền vững được thì mất cơ hội của người nghèo. Cho vay tài chính tiêu dùng, cho vay tài chính vi mô để phát triển sản xuất kinh doanh ở nông thôn là những giải pháp hỗ trợ vốn phi ngân hàng được pháp luật công nhận hiện nay. Dù hoạt động này đang ngày càng được mở rộng, tuy nhiên, theo các chuyên gia, Việt Nam vẫn thiếu đi những văn bản pháp lý cụ thể riêng cho hoạt động cho vay tài chính bên cạnh luật của tổ chức tín dụng. Tôi nghĩ là hoàn toàn là cần phải có một cái quy chế, một cái hành lang pháp lý rất là riêng, rất là rõ ràng. Vì cái cho vay tiêu dùng, cho vay tài chính nó khác biệt hoàn toàn với lại cái cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay thông thường của ngân hàng. Có thể nói, khi nhu cầu vốn trong nền kinh tế quá lớn mà hệ thống tài chính ngân hàng nhất thời chưa thể đáp ứng, các dịch vụ cho vay phi chính thống và không được sự bảo lãnh của pháp luật sẽ có cơ hội phát triển. Chính vì vậy, việc đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ tài chính, trong đó có cho vay công ty tài chính cần phải được đẩy mạnh hơn nữa trong tương lai để giảm sự phụ thuộc của người dân vào tín dụng đen, thay đổi tập quán chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân theo hướng văn minh hiện đại. Bản tin sẽ được tiếp tục bằng những tin tức đáng chú ý khác. Để lấy ổ nhiễm trùng trong não, mới đây bé Dương Minh Phát, bé trai bị dao đâm xuyên sọ tại Vĩnh Long đã phải lên bàn mổ lần thứ 2 tại bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ca mổ có sự phối hợp của ekip phẫu thuật ngoại thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 và các bác sĩ bệnh viện Nhân dân 115 thực hiện. Sau gần 3 giờ đồng hồ, toàn bộ khối áp xe trong não bé đã được lấy ra hoàn toàn. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, các thiết bị hỗ trợ hô hấp đã được ngưng hoàn toàn trong ngày hôm nay. Trước đó, vào ngày 17 tháng 11, bé Phát nhập viện trở lại vì viêm màng não mủ. Bé sốt 39 độ C, bỏ bú liên tục, co giật. Suốt 4 tuần điều trị, lượng vi trùng gây bệnh có giảm nhưng không dứt hẳn. Bé sốt đi sốt lại. Các chẩn đoán mới nhất cho thấy nguyên nhân là do một khối tụ dịch dày 2 đến 3 phân nằm trong não tại vị trí lưỡi dao đi qua. Các bác sĩ cho biết khả năng bé Phát có tiếp tục bị biến chứng hay không vẫn phải chờ theo dõi trong thời gian tối thiểu là 3 năm đầu đời. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động tại công trường Formosa, khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. 4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Kim Jong Quốc 43 tuổi, Lee Jae-myung 62 tuổi cùng quốc tịch Hàn Quốc, Nguyễn Anh Tuấn 27 tuổi và Nguyễn Thái Đức 30 tuổi. Tuy phiên tòa vắng mặt 4 đại diện hợp pháp của người bị hại, 8 bị hại và một người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng hội đồng xét xử vẫn tiếp tục phiên xét xử vì sự vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Trước đó, ngày 16 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh cũng đã mở phiên tòa xét xử vụ án này, nhưng phải tạm hoãn vì có một số bị cáo, bị hại và luật sư vắng mặt. Hội Thú y Việt Nam cho biết, Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công vaccine tai xanh để phục vụ hoạt động chống dịch. Lô vaccine tai xanh đầu tiên do Việt Nam sản xuất đã được thử nghiệm tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Khánh Hòa từ tháng 10 năm 2015 đến nay và sau 2 tháng cho kết quả rất đáng mừng, các ổ tai xanh đã được khống chế hoàn toàn. Với thành công này, mỗi năm Việt Nam sẽ tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng trong việc nhập khẩu vaccine. Tối qua, đồn biên phòng Phước Chỉ đang mật phục tại khu vực gần cột mốc 172 thuộc địa bàn ấp Bình Quế, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, đã phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển 2 xe gắn máy, vận chuyển 4 bao tải, đi từ hướng Campuchia vào Việt Nam. Qua kiểm tra và lập biên bản, 4 bao tải trên đều chứa thuốc lá ngoại với số lượng 6.100 gói, với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Trước đó, tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, các chiến sĩ biên phòng ở chốt cảnh giới cầu sắt thuộc địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu cũng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ vận chuyển 2.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới. Khi tổ mật phục ngăn chặn, đối tượng đã bỏ lại tang vật và chạy vào khu vực rừng tràm lẫn trốn. Sáng nay, cơ quan công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định được danh tính đối tượng ngáo đá cầm hung khí xông vào ngân hàng cố thủ vào chiều tối qua là Phạm Văn Tuấn, 22 tuổi, quê ở Hải Phòng. Trước đó, vào 16 giờ chiều qua, đối tượng này cởi trần, cầm cây kéo chạy vào trụ sở ngân hàng Agribank chi nhánh Long Bình, phường Long Bình Tân, đập phá náo loạn la hét. Khi bị lực lượng công an bao vây, đối tượng đã cố thủ, dùng kính rạch bụng. Đến hơn 19 giờ thì bị lực lượng công an khống chế bằng bình xịt hơi cay và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành làm rõ vụ việc. Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Có đến gần 90% các loại thuốc đông y viên nén xuất xứ từ Trung Quốc đang được bày bán tại thị trường Úc có chứa các thành phần độc hại. Đây là kết quả nghiên cứu được phối hợp thực hiện bởi 3 trường đại học của Úc là Curtin, Murdoch và Adelaide. Do các loại thuốc này không có thành phần hóa học cụ thể, nên nhóm nghiên cứu đã phải phối hợp nhiều phương pháp phân tích khác nhau để tiến hành đánh giá. Kết quả phát hiện cho thấy, trong thuốc có chứa nhiều thành phần không được cơ quan y tế Úc cấp phép, như kim loại nhiễm độc, DNA không rõ nguồn gốc, kim loại nặng, chất kích thích, chất chống đông máu warfarin độc hại hay cả nọc độc cốc để làm tăng tính hiệu quả của thuốc. Ước tính tại Úc có khoảng 2.000 loại thuốc đông y được đăng ký mỗi năm, nhưng chỉ có khoảng 150 mẫu thuốc được kiểm nghiệm. Trong đó có 83% số thuốc cho kết quả không đạt yêu cầu an toàn, 6% khác không đủ chất lượng về thành phần hay quy trình sản xuất. Bộ Quốc phòng Úc vừa lên tiếng xác nhận máy bay AO3C Orion của Không quân Hoàng gia Úc đang thực hiện chuyến bay tuần tra thường kỳ trên Biển Đông. Đây là một phần của chiến dịch tuần tra giám sát hàng hải ở Bắc Ấn Độ Dương và Biển Đông của nước này. Nhiều chuyên gia khẳng định, động thái này của Úc cho thấy chính phủ nước này không chấp nhận các yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc và việc xây dựng các đảo nhân tạo trong khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam, Malaysia, Philippines cùng một số nước khác. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ FAA vừa công bố một đạo luật mới. Theo đó, từ ngày 21 tháng 12 này, chủ sở hữu của những chiếc máy bay không người lái có trọng lượng từ 250 gram trở lên đều phải đăng ký hoạt động trên trang web chính thức của FAA. Mức phí đăng ký là 5 đô la Mỹ và có thời hạn 3 năm đến khi cần gia hạn. Nếu không đăng ký cho thiết bị bay, sẽ bị phạt dân sự lên đến 27.500 đô la Mỹ, hoặc thậm chí bị phạt hình sự với số tiền lên đến 250.000 đô la Mỹ, tương đương 5,6 tỷ đồng và bị phạt tù 3 năm. Tại Anh, một tổ chức giáo dục được lập nên với mục tiêu chính là hỗ trợ những thanh thiếu niên tị nạn có năng lực nhận được một nền giáo dục chất lượng, nhờ đó góp phần xây dựng và phát triển quê hương của các em trong tương lai. Tại trường nội trú Eton danh tiếng của Anh, một ngày học mới lại bắt đầu với em Ama Mustafa. Ở ngôi trường này, cuộc sống của em này đã khác xa với những lều trại tị nạn tại Liban, nơi em lớn lên, và giờ đây em hoàn toàn có thể hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn. Em muốn được học tập tại châu Âu hoặc Mỹ, nhưng về mục tiêu lâu dài, em sẽ trở lại Liban để đóng góp cho quê hương. Ama chỉ là một trong số 2 người tị nạn ít ỏi được nhận học bổng để theo học tại trường. Dù yêu cầu đầu vào rất gắt gao, nhưng quỹ học bổng Kogito lạc quan tin tưởng sẽ có thể giúp cho ít nhất 100 thanh thiếu niên tị nạn có trình độ được theo học tại những ngôi trường hàng đầu thế giới. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp những em có năng lực nhận được một nền giáo dục tốt. Chúng tôi hy vọng càng nhiều em học sinh tị nạn được giáo dục tốt, thì cơ hội để các em trở về và tìm ra câu trả lời cho tình trạng bất ổn tại quê nhà càng cao. Tại ngôi trường này, Ama được phép đăng ký học bất kỳ lĩnh vực nào mà mình yêu thích. Từ những môn thể thao như rugby hay tennis, đến những chuyên ngành như nhiếp ảnh hay hội họa. Ngoài ra, việc cùng sinh sống và học tập với những học sinh khác tại trường giúp em có thể hòa nhập nhanh chóng vào môi trường mới. Việc các em được sống trong một ngôi nhà chung với nhiều học sinh bản địa và nhiều học sinh từ các quốc gia khác nhau giúp các em học hỏi và hòa nhập tốt hơn. Điều này thực sự rất tốt vì đó là những trải nghiệm mới mẻ mà các em chưa từng có được. Còn đối với Mustafa, em vẫn đang cố gắng hết mình trong năm học cuối này. Mục tiêu của em chính là một suất tại các ngôi trường đại học hàng đầu tại Anh hoặc Mỹ. Khi là một trong những người đầu tiên nhận được chương trình học bổng này, em hy vọng mình cũng sẽ trở thành một trong những người tiên phong trở lại quê hương và đóng góp những kiến thức quý giá mà em thu nhận được tại môi trường mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.